mình ơi. Sao đảo tay nữa hả? Sao những cái gì sao nó to này? Em làm cái này em chết anh rồi. Gì nữa? Em xăm kín cả cái tay như này luôn. Anh lại không còn lời nào nói với em nữa. Anh dặn em là cái hình ảnh của mình bản thân là phải chăm chút. Bao nhiêu cái hợp đồng quảng cáo. Bây giờ anh nhận người ta rồi, anh nói người ta làm sao? Cái cấp trên nữa. Em để như này, cô gái xăm như này. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Si Kẹo. Chuyện là hôm nọ thì con bé Molu nó có chôn mình rằng là anh ơi em xăm kín cả hai tay. Ui dồi ôi. Mãi sau mới biết là Molu nó chôn anh em ạ. Đây là theo như yêu cầu của anh em thì ngày hôm nay mình sẽ reaction cái video Molu chôn mình là xăm kín cả hai tay mọi người nhá. Yo, let's go. Mọi người thấy gì chưa? Thì lúc mới vừa đi xăm kín người. Ok. Câu nhìn con bé này. Kín hai tay, hai cái hình dáng to đùng. Câu nhìn ở ngoài nhá cũng khó nhận ra cực kỳ luôn ấy. Tôi kiểu không hiểu kiểu gì nhưng mà ở ngoài nhìn nó như thật ấy công ạ. Lên video thì công chắc chắn là không nhận ra được nhưng mà tôi nhìn ở ngoài luôn cơ mà. Thì theo yêu cầu của bạn Hoàng Anh Lê thì mình sẽ đi cho những người trong công ty vào những cái hình xăm mình nhìn thấy xăm người. Thì mình sẽ cho đi luôn mẹ mình và những người trong công ty. Ok, bây giờ mình sẽ đi thử phản ứng của những người trong công ty như thế nào trước nha mọi người. Let's go. Đi thôi em. Anh ơi. Cái gì đấy? Sao anh đẹp? Mày điên rồi. Làm gì điên đẹp không chứ? Trời ơi. Sao lại ăn chửi đẹp mà anh thấy đẹp không? Đẹp nhưng mà anh có ảnh liên quan gì nữa. Bình thường thì Molu ở công ty ấy là một cái đứa kiểu nó hơi nhút nhát một chút. Không ai nghĩ là Molu đi xăm này cơ. Ôi quạt phản ứng của ông editor. Dạ. Anh chỉ trách nhiệm ngay mà. Tôi là các chơi đấy mà. Đây anh đây. Này. Cái này là xem phim 18 cộng đúng không? Tự nhiên cũng che màn hình này nhá. Màn hình bên này thì không phải che đâu, màn hình bên này che nhá. Thằng tin này hay lắm công ạ. Mày bị điên à? Mới xong gì? Cái gì vậy mày? Xong. Mày bị điên à, sắp tới có hợp đồng quảng cáo ở đây sếp mình la chết luôn á. Đẹp mà, nhìn nè. Lai gì lai, đi quay sự kiện nhưng mà có gì đâu. Mày xăm hai tay luôn. Xăm cá tre. Thằng nào chu xăm cho mày ghê vậy? Anh tưởng mày đẹp rồi đúng không? Chỗ này là không được, chỗ này là không được. Mày biết sắp tới mày đi tùm lum đối tác rồi sao mà mày đi được? Xăm nó có liên quan gì cái vụ đây đâu? Có liên quan, công ty mình có ai xăm đâu. Nhưng mà mày thấy đẹp không? Nếu mày thấy đẹp thì đừng thấy đẹp không? Đúng thật. Ở công ty mình ấy mọi người ơi thì không có ai xăm đâu mọi người ạ. Kể cả là hình xăm nhỏ cũng có cơ. Bởi vì là trong cái môi trường là anh em kiểu biết nói như nào nhỉ? Kiểu cũng không thích xăm mình lắm. Đi mấy ba. Ở đây mình không có chơi giang hồ bạn ơi. Không chơi giang hồ. Xăm mình nó phải giang hồ, cái này nghệ thuật nè. Đi tẩy đi, mày xăm mấy ngày rồi? Mới xăm mày. Cái gì mới xăm, mày xăm biết hai tay. Mới xăm mày. Hết tình ta. Nè, mới xăm nè, nhìn đi. Quả cảnh bao lâu đi xăm bị cả công ty xa lánh. Chôn hot boy NGR mọi người. Ơi. What the fuck? Câu nhìn mặt thằng Ân này kiểu ngáo ngơ mẹ luôn kiểu. Bởi vì là tôi nói với anh em rồi mà, ở công ty nhá, Molu là một đứa rất là hiền lành nhá. Kiểu hơi bị đáng yêu luôn công ạ.
mọi người kiểu đều. Mọi người thấy đẹp không? Sao lại đi sao? Em thích, thì em thích đi mới đi nè. Mà sao chết? Gì ghê, đẹp vậy mà ghê gì? Biết bao nhiêu tiền của người ta, mọi người thấy đẹp không? Anh không liên quan gì vụ này. Chưa em hỏi anh xong anh nói là ừ mày làm cái gì cũng được đó, hồi sáng nói đó. Chết mẹ mày rồi. Gì cũng được đó, hồi sáng nói đó. Cái này là quản lý trực tiếp của Monlu nha mọi người. Anh nghĩ sao về con gái trong hình em? Đối với con gái khác thì em thấy đẹp, đối với chị thì không. Cô tay cài ơn, hay quá lên. Ân cơ bản là thằng Ân này ấy, nó chỉ thích gọi là gái xinh mà chân phải dài cơ công cơ. Chân Molu thì kiểu không được dài cho lắm ấy. Dắt em đi sang gặp bác sĩ giờ. Chuyện anh cũng không giải quyết được vụ này đâu. Sao gặp tôi đúng không? Anh chỉ cần nó đẹp thôi đúng không? Đẹp đúng không? Xong hình đi, anh không đi vợ. Anh nghe em lắc đầu. Anh ơi. Anh. Sao em? Đây, đây. Khoan câu ạ. Cái ông editor trông quả. Ông ấy chèn quả nhạc căng thẳng với lên câu ạ. Yo. Anh nói gì? Làm sao? Ông. Cái gì ở cổ em ạ? Làm sao mà? Nói với em bao nhiêu lần rồi, bây giờ mình là người cộng đồng, mình để công chúng mà, sẽ được bao nhiêu cái hợp đồng quảng cáo là các bên liên quan, em sao nói cấp trên nữa, nói với em rồi. Cái kiểu lúc này mình đang thật sự là kiểu hơi bị sốc ấy, vì tại sao mặc dù đi xa như vậy ấy mọi người ạ. Sắp tới đúng là mình là người kiểu quản lý á, đó. Tức là đây chính là quản lý trực tiếp của Molu này. Mình thì quản lý tất cả mọi người á. Nên là Molu đi xăm này kiểu rất là khó nói với cấp trên luôn đó mọi người. Tao gái nữa. Em hỏi thằng không nói là em là gì. Còn tại sao em người quản lý người ta để người ta như này à? Em dặn em phải theo dõi sát sao? Em vẫn sao như vậy cơ mà. Em vẫn nói là không sao rồi. kiểu chắc cho ông quản lý này kiểu đang biết nói như nào nhỉ? Đang bận việc á. Chết. ok trông quả mặt thôi thương. Nhưng mà ấy, quả đấy mo dù mà đi xăm thật chết với tôi luôn câu ạ. Không đùa nhá. Anh hết lời nói. Sao quản lý để ra như này? Em xem này có được không? Tại vì em vợ em sao cả tay nữa hả? Cái lúc mà mình nhìn á, hình xăm nó như thật luôn. Bởi nó không phải giống dán nhá. Nó không biết là Malu đi mua hình xăm ở đâu, hình xăm dán ở đâu mà kiểu nó như thật. Tôi nói thật với các ông vậy luôn nhá. Bởi vì tôi trực tiếp ở đấy mà. Cái hình xăm nó to này. Em làm cái này em chết anh rồi. Gì nữa? Em xăm kín cả cái tay như này luôn. Cá chép đầu quỷ luôn. Cái này ngộ không, bên trên là hình cô gái luôn. Trời má ơi. Molu mà đi xăm thật thì thật là đúng là tôi không biết phải làm nào nữa công ạ. Khó nói thật sự luôn ấy. Anh không còn người nào nói với em nữa. Anh dặn em là cái hình ảnh của mình bản thân là phải chăm chút. Bao nhiêu hợp đồng quảng cáo. Bây giờ anh nhận người ta rồi, anh nói người ta làm sao. Cái cấp trên nữa. Em để như này, cô gái xăm như thế này. Vậy lỡ xăm mà biết sao? Anh hết lời nói Mon rồi ạ. Được xăm như này, xăm như này, xăm ở đây. À, Mon á, Mon là biệt danh của Molu thì mọi người hay gọi ở công ty là hay gọi là Mon á. Kiểu Mon đây, Mon bởi vì là trông Molu thì cũng kiểu
hơi đáng yêu mũ mĩ một xíu, hay gọi kiểu mon, kiểu Doraemon á. Tẩy rồi là cũng thanh sạch ra đấy, không sao, con gái nó nữa. Giờ em lỡ xong rồi nó làm gì được em đâu đúng không? Cái quả mà Molu nó còn trôn tôi, nó bảo em xăm ở chỗ ấy. Nhưng mà nhìn xăm ở tay như thật đó, không ạ? Hiểu không? Anh em anh coi em như người nhà, em gái của anh vậy. Đéo hiểu kiểu gì. kiểu tôi cạn mẻ lời ấy. Bây giờ tính làm sao? Mà quả ông editor, ông làm tôi cười ỉa con mẹ luôn. Malu nó còn trêu mình nữa chứ anh em. Trông mẹ cáu thật sự. mình cáu rất thật sự ạ. Vì là sao? Mẹ nhổ, con giả nè, con nó bong chóc ra nè. Ui. Thế mà tôi đều biết kiểu tôi ngu ấy đi. Hai em. Đúng là em gái của anh. Tôi cạn lời đéo biết nói gì ấy. Hôm nay hết trò đúng không? Hết trò rồi đi chơi với anh đúng không? Mày nhớ, nhớ lời dạy nhá. Sau trêu đau tim mới sắp chết này. Tôi thề kiểu đau tim vẫn đi đấy. Nhưng bây giờ em xong thật rồi, em hỏi sao? Xong thật á? Anh cho cuốn gói về quê luôn. Cuốn gói về quê. Tôi thật đấy, Mon Malu là xăm thần nhá. Thôi cho về quê luôn cơ ạ. Ok. Dạ. Dạ sao? Quả Malu chôn mẹ đây này. Ví dụ con mẹ xăm thì nó hay sao? Con xăm cái hình nhỏ nhỏ luôn, cỡ cỡ vậy luôn, con làm gì? Kiểu mẹ của Malu đang làm ở công ty sao mọi được người? Được không? Bây giờ nếu mà con xăm gì thì có đuổi ra khỏi nhà không? Wow, là được, đúng không? Thích ra được kìa. Ui. Đúng rồi đó, đúng rồi đó bác ơi. Thôi nói chung là lỡ xong rồi, giờ mẹ nói đi. Nhưng mà hay. Dạ không biết rồi. Ok. Yeah. Bà mẹ tâm lý của năm câu nha. Dạ. Yeah. Ok ok. Đúng quả bà mẹ tâm lý của năm luôn. Được chưa ạ? Tôi ngồi reaction bằng cái tai nghe cứ bị rớt ra ngoài. Khổ. Dùng tai nghe rẻ tiền đấy mọi người. Đấy. Rồi anh thì mình có làm ở công ty là quản lý hình ảnh rồi là hợp đồng quảng cáo ở trong Molu cũng như là mấy anh em ở trong công ty ấy, nên là cũng có khá là ít thời gian để ra video như là livestream với mọi người thông cảm nhá. À mọi người, ở trong phần mô tả thì mình có để link kênh em gái nuôi của mình Molu nhá. À mọi người có thể là qua xem ủng hộ cho Molu nhá. Con gì nuôi mà không thịt chút là tôi giỡn xíu ạ. Ok. Giờ thì bye bye các bạn, và nếu như các bạn muốn mình reaction video nào đó thì hãy comment ngay dưới đây nha. Tạm biệt tất cả anh em. Bye bye.